Xin chào bạn, mình là ông Chuyên. Nên mình sửa bộ công nguồn GDM từ đây 6012. 6012 cho bạn oan thắc gì đấy ở Nam Định một trạm. Thì mạch bạn gửi cho mình bị hiện tượng là cấp điện áp vào quá cao và nó bị cháy. Nguyên là học đó, bạn cấp nguồn vào điện áp quá cao, bạn ấy thay XL7015 và đốt SS10 nhưng vẫn không được. Thì chỗ này nó con XL7015 này, nó cụm nguồn cấp trước và con diode ở đây. Thì chắc là bạn sử dụng máy khò hay cái gì bạn hàn mà nó bong phần này ra nhé. Mình thì mình cũng bung hết nội thất này ra cho đỡ hỏng phần nhựa. Mình đã nhổ một số linh kiện ra để mình nhìn sơ sơ này. Đây là trạng thái nguyên bản nó như này nhé. Và có một tấm mạch nhỏ ở đây này. Thì bạn cũng làm hỏng tấm mạch nhỏ này luôn. Mình nhìn sơ đồ sơ bộ mình hiểu như sau. Đây điện áp vào này, dương và âm này. Dương thì đưa qua cuộn lọc nhé. Âm thì cũng đưa qua cuộn lọc. Sau chân âm đưa vào một con MOSFET này để chống ngược cực này. Thì âm nguồn đầu vào sẽ nối với chân D. Còn âm chung của toàn mạch đó là chân S của con MOSFET chống ngược cực đấy nhé. Nó là lợi dụng dòng chảy SD ở trong con này. Thì phần điện áp vào sẽ cấp đến cụm này để hạ áp nhé. Đây mạch hạ áp thôi. Hạ áp bằng con HI3210. Đây là con diode thôi. Đây là HI3210. Kết hợp với cuộn lọc này, cuộn dự cảm này để hạ áp. Tiếp theo là phần nguồn cấp đầu vào này. Sẽ trích một phần qua cái tấm mạch nhỏ này nhé. Trích qua tấm mạch nhỏ cung cấp vào cụm XL7015E1. Thì bạn đã thay con XL7015E1 vào con đốt này. Nên là mình sẽ nhổ cái con tụ ở chỗ này. Tụ là lọc nguồn cho con này này. Mình nhổ ra, mình câu dây ngoài và mình bật nguồn cho các bạn xem nhé. Đo một số điện áp cho các bạn xem luôn. Mình sử dụng một độ cấp nguồn, mình cấp vào 24V 0.3A này. Đây là điện áp vào này, 24V này. Và đây điện áp ra của XL7015E1 này, nó tạo ra 5V nhé. Mình có nhìn thì chỗ này là một con MOSFET này. Đang chưa hiểu là nó làm gì nhé. Con 5V sẽ cấp vào dưa le này. Dưa le này là mình nhìn thì dưa le điều khiển chế độ xả Q gì chưa nhìn kỹ đâu. Chỗ này có một con ba chân này, cũng mình nghĩ nó là một con hạ áp hoặc tăng áp gì đấy. Và cái đầu ra 5V này nó phải có một mạch nâng áp lên để nó nâng lên tầm 12V để điều khiển con MOSFET này nhá. MOSFET mạch động lực của nó này. 5V này chỉ để điều cấp nguồn cho phần kênh điều khiển thôi. Tấm vi điều khiển này này. Còn này, cho kênh driver ở đây phải có một nguồn 12V. Mình chưa tìm những cái mạch đấy. Nhưng chưa tìm cái thằng đấy vội nhé. Bây giờ mình sẽ ghép hai tấm này lại để mình cấp nguồn và xem cái tấm này có lên không nhá. Đây lên này. Như vậy chức năng của kênh điều khiển cơ bản đấy. Output do cái điện áp vào đang mình chưa có nhé, khả năng điện áp vào chưa có này. Như vậy cơ bản là tấm hiển thị này sống này. Mình thử tìm xem cái 12V nó ở đâu đó nhé. Còn mình nghĩ như này phần nguồn là tốt rồi. Mình chỉ sửa cái tấm nhỏ này. Tấm nhỏ thì bạn kia đã đo là chết mấy con điện trở như này. Chân lứt, mình nhìn bị lứt cái lưng nó ra nhé. Thì nó không có điện cấp cho cụm này thôi. Mình thử tìm xem có thấy 12V trên này không. Mình có soi dataset của một số linh kiện ấy, thì mình phát hiện đây là con IC driver này. Chân 1 của nó mình sẽ đo cho bạn xem này. Nó có 8.3 nhé. 8.3 trên đồng hồ này. Đấy, từ 5V ở đây nhé, lưng lên 8.3 đấy. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình sửa cái cụm nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình sẽ bung hết linh kiện ở cụm nhỏ ra để mình tìm hiểu nguyên nhân tại sao cụm này không xuất điện áp ra nhé.
Và đầu tiên là đang chết mất ba con 6R8 này, ba con điện trở chắc này hạn dòng trong cụm nguồn cấp trước thôi. Đây là con MOSFET kênh P nhé. Lò mò mãi thì mình cũng làm xong được rồi, mình bật nguồn cho bạn xem này. Mình nâng cấp vào là 48V nhé, để dòng giới hạn 2A thôi. Con này có wifi, mình chưa biết cách sử dụng, rồi mình cứ tắt nó đi. Mình cấp vào 48V thì đây nó báo 48,07 này, chuẩn nhá. Mình đặt điện áp ra đây là 45V nhá. Mình các điện áp thì mình thấy cài đặt được thoải mái. Đặt 45V đi. ICS để 0,1 nhá. Rồi. Out điện áp ra này. Out ra nhá. Thì trên tải điện tử của mình nó báo đây là 44,95 nhá. Đặt 45 đây báo 44,95. Chuẩn đi chứ. Mình đang để dòng 0,6 nhá, mình on này. 0,6A này, 0,601 nhá. Thì đây là 0,6 này, 26,89W này. Đây là 26,87W này. Do thằng này nó phải sụt áp một tí tổn hao phần mạch hạ áp nhá. Đây là 28,79 nó sụt áp ấy. Hao tổn thôi. Mình sẽ tăng dòng thử lên này. Mình test xong rồi lát mình sẽ giải thích trên sơ đồ nó hỏng những cái gì. 0,7 này, 0,8 này, 0,9 này, 1, báo CC rồi, ok nhá. Từ báo CC ở đây là được rồi. Còn đây là nó hỏng những cái này đây. Đây các bạn nhìn có mỗi cụm nhỏ này thôi. Cụm nhỏ này nó điều khiển cấp nguồn cho cụm nguồn cấp trước nhá. Con này là XN7015M1 sạc. Quên tên rồi, chắc bạn kia dùng máy khò nào nó nóng chảy cả vỏ nhựa, méo mó hết này nhá. Rồi cái này bạn về tự khắc phục thôi, bạn khò nóng thì bạn uống này. Còn con điện trở dưới đây có 3 con 6R8 nó bị cháy hết rồi thì mình câu đây là 2 con 5R1 2W. Rồi 5R1 2W mình câu vào đây song song thì nó tầm 2,5. 6R8 mà chia 3 thì cũng là 2,4. 8 chia cho 3 mà 2,2. Con này thì 2,6 cũng được nhé. Nó không cần chính xác đâu, vì nó cấp nguồn cho bọn này thôi. Con này mình mất tầm gần một ngày. Nói gần một ngày nó mất một buổi. Thì mình vẽ lại và mình tìm ra lỗi hỏng nhé. Đây là sơ đồ phần cấp nguồn nó. Trên mạch nó sẽ có 3 chân nhé. Chân VI này, VO này, VO sẽ cấp cho cụm nguồn này. Đây là 6 con 6R8 này. Thì VIN sẽ cấp chờ vào con MOSFET kênh P nhé. Con này con MOSFET kênh P này, con 8 chân này, MOSFET kênh P, cho này con Zener 12V. Thì để cái con MOSFET kênh P này nó dẫn được ấy, thì chỗ này phải có 12V. Và có 12V thì con chân VGS nhé, VSG bằng 12V thì con này dẫn thì sẽ có dòng chảy SD. Và khi mà con chan này mà dẫn, chan này mà dẫn thì là nó sẽ là mất cái áp trên VSG nhé. S xuống G, mất áp thì nó sẽ khóa. Thì ở trạng thái bình thường các bạn cấp nguồn đúng thì đây là dương, dương con áp ở đây mức dương, dương thì con chan này sẽ bị khóa nhé. Khóa thì sẽ tạo ra 12V đây. Con chan là con nhỏ đây, đây con Zener đây. Còn mấy con điện trở phân áp, chỗ này có một con đèn báo sáng cái trạng thái trên này, này. Một con đèn ở chỗ này trắng trắng, khó nhìn thì thôi. Còn mặt dưới nó là 3 con 6R8 này, với hai con diode này. Thì cái mạch của bạn là nó bị đứt hết đường mạch của ba chân này nhá, 1, 2, 3. Bạn tháo ra rồi bạn lực tác động vào hơi lớn này. Mình cứ đo từng bước một. Cuối cùng về sau đo là cái áp ở đây không có VGS. Hóa ra là con điện trở 20K ở đây nó không nối được vào chân G này. Nó mất. Xong mình phải làm lại các đường mạch nhỏ nhỏ đây nhá. Hiện tại nó chạy được rồi. Nếu mà chạy một thời gian mà không lên nguồn thì bạn kiểm tra lại các đường mạch đây. Cho sơ đồ này mình vẽ. Thì quá trình khắc phục hơi dài, mạch cũng nhỏ nó không quay được mạch bằng đầu đũa này. Nhìn như vậy là nó ok rồi. Con này chắc là phải triệu mấy đấy. Triệu mấy nhưng mà nó chịu đựng điện áp vào tối đa có 70V nhé. Trên mạch này nó ghi này, mark 70V ở trong đây.
Rồi cơ bản là cái này lỗi nó không không phức tạp, nhưng con bạn là mạch nó nhỏ và nó bé quá, nó khó làm. Mạch to dễ làm, là mình mất một buổi nhé. Mình sẽ hoàn thiện lại cụm này cho đẹp tí, rồi mình sẽ bọc vào mình đặt ở đây. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.